Đúng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào, chốt chặn các tuyến đường ra vào cảng Phú Hữu như đường Nguyễn Duy Trinh, đường 990. Tất cả các tài xế chạy xe container ra vào cảng đều được tiến hành kiểm tra, test nhanh bằng hình thức thổi nồng độ cồn, sau đó thử nước tiểu. Đến trưa cùng ngày, có 3 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Cụ thể, tài xế Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1990, quê Quảng Nam, bị phát hiện dương tính với heroin. Tài xế Đinh Văn Tiểu, sinh năm 1981, tạm trú phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, cho kết quả dương tính với chất morphine. Theo lời khai của tài xế Tiểu, do anh bị đau lưng nên hôm qua có mua 3 liều thuốc để uống. Tài xế Nguyễn Phan Ngọc Quyền, sinh năm 1993, quê ở huyện Tuy Phước, Bình Định, dương tính với ma túy đá. Được biết, cảng Phú Hữu hàng ngày đón nhận hàng chục ngàn lượt phương tiện, nhất là xe đầu kéo container ra vào giao nhận hàng. Tuyến đường ra vào cảng được người dân coi là tuyến đường nguy hiểm nhất Sài Gòn vì thường xuyên xảy ra tai nạn.